Chào mọi người đã quay trở lại với Tandem Four, lại là em Tiên đây. Năm vừa qua cục khách hàng đã trải qua như thế nào, có được như những mong muốn? Đầu xuân thì Tandem Four cũng như Tiên xin gửi đến khách hàng một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Còn hôm nay, kế bên cạnh Tiên đây là một phiên bản SLSMT hoàn toàn mới. Như khách hàng đã biết thì phiên bản SLSMT đã được trình làng vào năm 2022 với những cải tiến như là có thêm 7 bước chân, thước đo, hộp số 6 cấp màn hình 10 inch cho quý khách hàng thoải mái mà chinh phục đoạn đường dài. Hay là camera lùi cho khách hàng khi mà di chuyển xe thì thoải mái hơn. Còn bây giờ thì như quý khách hàng đã thấy ở cạnh Tiên cũng là phiên bản Ranger SLSMT nhưng lại hợp hố, chuyên nghiệp và mạnh mẽ hơn hẳn. Chiếc Ford Ranger đang ngự trị tại Tandem Four với màu đen cá tính, được trang bị thêm phanh cách nhiệt cao cấp mà ca lăng chữ Ford. Bụng sau chữ to, lốp phần sau, ghế da simili cao cấp đỏ đen khiến cho chiếc xe thêm phần sang trọng. Mâm Ranger được sơn phun đen và cả đèn hậu. Tất cả chỉ có giá 56.500.000 đồng và được bảo hành lên tới tận 1 năm. Vừa rồi quý khách hàng đã xem một phiên bản Ford Ranger SLSMT hoàn toàn mới tại nhà Tandem Four. Còn nếu như khách hàng mua xe tại Tandem Four trong dịp khai xuân lần này thì sẽ có cơ hội nhận ngay bộ quà tặng lên đến 26 triệu đồng hoặc tiền mặt lên tới 14 triệu đồng và có cơ hội nhận ngay một chiếc vàng BNC may mắn. Để còn mình chờ chi nữa, xin mời quý khách hàng liên hệ ngay hotline của Tandem Four 0901 248 248 để biết thêm những thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại!